Một công trình đập tạm ngăn mặn, tưởng chừng là để phục vụ cho cuộc sống của người dân tốt hơn, nay lại trở thành nỗi ám ảnh của người dân ở xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Vì sao lại có chuyện trớ trêu này? Mời quý vị cùng đến với ghi nhận của phóng viên thời sự. Hơn nửa năm nay, những hộ dân tại ấp 1, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre phải sống trong cảnh ô nhiễm kênh mương từ công trình đập tạm ngăn mặn tại địa phương. Dù đã nhiều lần kiến nghị nhưng tình trạng vẫn không được cải thiện. Không có đắp đập tạm á thì nước nó tông nó sạch ngon lắm. Tại sao từ bắt đầu đắp đập tạm á là nó bị ô nhiễm tới giờ luôn á. Nguồn nước kênh bị ô nhiễm là do đập tạm ngăn mặn trên địa bàn xã ngăn dòng chảy từ trong kênh sáng ra sông lớn. Nước bị ứ động lại cùng với rác thải người dân xả xuống kênh. Việc tháo đập tạm cho nước từ ngoài sông lớn vào để giải quyết tình trạng ô nhiễm khó triển khai, vì nếu tháo đập tạm ngăn mặn thì nguồn nước ô nhiễm sẽ chảy ngược ra sông lớn và đi qua khu vực lấy nước thô của nhà máy nước Sơn Đông, một trong những nhà máy cung cấp nước sạch cho nhiều huyện, thành phố của tỉnh Bến Tre. Hệ lụy là người dân không thể dùng nước kênh bị ô nhiễm này để sinh hoạt hay dùng cho chăn nuôi, tưới tiêu cho cây trồng. Nhiều hộ dân phải mua nước ngọt về để sinh hoạt sản xuất với chi phí gấp 3 tới 4 lần tiền nước sinh hoạt mỗi tháng so với trước đây. Những người thuê trọ cũng đã phải chuyển đi vì không chịu nổi ô nhiễm. Trước đây thì nó có hai cái nguồn đi, nguồn kinh tế nó chạy vòng với nguồn người dân nước thải họ xả xuống á, nó cũng đi vậy. Nhưng mà thời điểm đó là mình mới ngăn mặn đâu, luôn ngăn cái này luôn để giữ luôn cái mà quan điểm của ủy ban nhân dân tỉnh á, là sau này cái con đập này là vĩnh viễn luôn, nó là ngăn luôn chứ không có, nhưng mà phải hệ thống là thoát cho đường khác. Nhưng mà phải ngăn để chỉ bảo vệ cái nguồn nước sạch cho bà con phải sợ cả tỉnh luôn. Chính quyền địa phương đang tìm cách khơi nước ô nhiễm theo một hướng khác để thoát lượng nước ô nhiễm ứ đọng. Trong khi chờ giải pháp này thì khoảng gần 1.000 hộ dân vẫn phải sống chung với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng.